thưa quý vị và các bạn, thế giới vừa trải qua tuần có đến 5,2 triệu ca mắc mới Covid-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch này bùng phát, với việc nhiều nước ghi nhận mức lây nhiễm kỷ lục. Xu hướng đáng ngại này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi thế giới ghi nhận cột mốc đáng buồn với 3 triệu người tử vong do Covid-19, bất chấp việc các nước đẩy nhanh nỗ lực tiêm phòng vaccine. Mức độ lây nhiễm theo tuần đã vượt qua thời kỳ đỉnh điểm hồi giữa tháng 12 năm 2020. Dịch bệnh đã có chiều hướng gia tăng ở Mỹ, đã có chiều hướng giảm đi ở Mỹ và Anh, nhưng lại tăng mạnh ở nhóm các nước đang phát triển. Những diễn biến mới của dịch Covid-19 trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo chính phủ nước này đã thực hiện gói thanh toán trị giá 11 triệu đô la Mỹ để mua vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới điều phối. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Maduro cho biết đây là gói thanh toán thứ hai trong tổng số 120 triệu đô la Mỹ mà Venezuela phải thanh toán thông qua cơ chế COVAX sau khi đã trả được 64 triệu đô la Mỹ hồi tuần trước. Chính phủ Venezuela dự kiến sẽ bắt đầu mở rộng chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2021. Ấn Độ ngày 19 tháng 4 tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 với 273.810 ca, đưa tổng số ca mắc lên gần bằng Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Hiện các bệnh viện ở Ấn Độ đang có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường và oxy y tế trong bối cảnh số ca mắc trên cả nước đã vượt ngưỡng 15 triệu ca, ca thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Nam Á này cũng tăng kỷ lục 1.619 ca lên 178.769 ca. Tính đến ngày 19 tháng 4, gần 123,9 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng cho người dân Ấn Độ, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu tính theo đầu người, tỷ lệ tiêm chủng ở nước này vẫn còn khá thấp. Hàn Quốc báo cáo thêm 672 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận trên 600 ca nhiễm một ngày. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, tổng số ca COVID-19 tại nước này hiện là 114.115 ca. Trước tình hình này, Giới chức y tế cảnh báo gia tăng tình trạng lây nhiễm theo nhóm tại nơi công cộng như trung tâm thể thao, nhà thờ, quán karaoke, nhà hàng, công sở và trường học trong bối cảnh người dân có nhiều hoạt động hơn vào mùa xuân. Campuchia đã gia hạn lệnh cấm đi lại và đóng cửa tạm thời các điểm du lịch trên toàn quốc thêm 8 ngày, tức là cho đến ngày 28 tháng 4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Trước đó vào ngày 6 tháng 4, chính quyền Campuchia đã công bố quy định hạn chế đi lại trong nước trong vòng 14 ngày từ ngày 7 đến ngày 20 tháng 4. Quy định hạn chế này không áp dụng với hoạt động vận chuyển hàng hóa theo đường bộ, đường thủy và đường sắt. Quy định cũng không áp dụng với các đối tượng công chức và lực lượng vũ trang đi lại vì công việc thiết yếu.